Thì chị cười với Phật. Trận đấu tiếp theo, Đạo Cân chân 75 Lê Đức Thành của Phú Thọ gặp Nguyễn Ác Tráng Hoài Đức. Mời vận động viên vào đấu. Nó hay tự do thôi nhưng mà vật tự do nó nhanh. Mà nhiều điều đơn vị bỏ cuộc. Bây giờ ấy, vật chung đơn vị bỏ cuộc rồi. Cũng có thể là bỏ cuộc là chiến thuật. Đấy, để là như bỏ cuộc chiến thuật. Mời các vận động viên, chúng ta có thả có định. Chúng ta cần chưa mà thi đấu để đảm bảo thời gian thi đấu buổi sáng hôm nay. Bạn Đức Thành là Phúc Thọ các bạn, Đức Thành đây rồi. Còn bên này là bạn Khắc Tráng của Hoài Đức, Hải Xanh. Tập 2 tập 3, hiệp nhất, bắt đầu. Trang phục màu xanh của Hoài Đức thắng tuyệt đối 2-0.